như này. Thay vì con này con đang suy nghĩ thì là con này. Đấy. Mà con này thì nó chỉ cấp được đen suy nghĩ cùng giải thôi nhé. Cùng giải như thôi. Ví dụ cùng giải 1-2 thì chúng ta được không? Không. Hoặc là 2-0 gì đấy. Thì nếu cắt giải ab thì sao? Không cấp được. Bởi vì gì? Bản tin đối cách lên như này thì nó thấy bản tin sang bên thì con chỉ chắc luôn. Chắc luôn không cho sang bên khác. Thế là bản tin đối cách là chỉ trong một phi đăng thôi. Một giải ab thôi. Muốn sao giải ab khác thì phải có một con đứng ở giữa để làm gọi là agent. Làm trung chuyển với tin. Không. Thằng này cũng cấp đeo cho lên cho thằng bên này. Thằng mạng khác này. Thằng việc này là thứ 1, thằng này thứ 2. Thì gọi tin đến đây, thằng này bảo là tao giúp mày không? Sẽ đẩy gói tin thằng này cho mày. À, thằng này cũng đến đây nó lại trung chuyển. Trung chuyển thứ 2 để đi đấy này. À, thì không cho phép thằng này đi sang bên này. Đấy. Thì bài đáp tiếp là chúng ta sẽ dựng con DHCD dưới đây dừng nhé. Để cho nó đi. Nó forward gói tin. Về cái biên này thì nó sẽ chặn gói tin của cách lại và nó sẽ forward sang bên này. Bên này trả lời nó cũng nhận vào xe nó được cho mình. Đấy. Cái bài đáp là như thế này nhé. Thì đây là mô hình thực tế thôi. Người ta hay dùng như vậy. Thay vì thầy thì thầy thầy dùng con này lấy HCD thì thầy dùng con nào đó. Lúc đây dùng con đó tư. Kìa. Con đó tư như này. Thầy ơi, chưa không nhìn được gì. Chưa xong rồi. Thì cái con SCD chính có thể là gì? Có thể là một con server nào đó. À, ví dụ để đơn giản này nhé, thầy sẽ thì có hai trường hợp. Một trường hợp là thầy dùng con router này để làm SCD kiểu. Và trường hợp hai là thầy dùng một con máy phản động là con này để làm SCD kiểu. Và thì mình có con máy mà ăn như này, con này chẳng hạn SCD server rồi chẳng tìm nhau thì tạm thời thế đã, giờ thầy đã có mình con router làm SCD đấy cũng mùi đấy nhá, kéo thêm cho thầy con router vào đấy kìa, con router như thế này và sử mạng của chúng ta như này, đây là tên của lại trên ghép này cái phân đoạn mạng giữa con router và con switch đây ba là gì cụ thể là gì 10.10.10 đấy đấy chúng mình không số cái 4 thì thích để đi nào này giúp đầu này thì để chấm 10 chấm 10 đầu này thì để 24 trên nó cái gì router không trên cái này đem ra làm ra là internet cho đến nhà mạng kết nối đến việc theo là MT thấy chưa rồi cái mặt ngoài nhé mặt ngoài chúng ta nát thôi mình bỏ qua nhé mình làm mọi rồi làm xong giờ thầy đang muốn là con trong tôi bây giờ SCD là con này không phải là con chip nữa con này là con SCD thấy chưa con này suýt này là còn là SCD chứ còn là gì chỉ là VTP là thì cái này nhá cái này các bạn bỏ cái gì có thể gọi là phép xuất cho bài này sang bài khác nhá bạn xem này xem này xem sang bài khác để giữ nguyên mô hình cũ để cho đây là DHCD lên rồi nhá DHCD đây đấy thì thầy sẽ xóa cái có mình cũ đi mình xếp ghép được mà mình xếp khai thác rồi đây thầy thằng cổ bọn em thì là em cứ hết copy cho thầy hết cái đoạn SCD nút bên vào nút bên và nâu nhá thấy chưa của thầy cái câu mình thầy câu mình đấy bên vào nút bên và nâu hết SCD được chưa no x từ hết rồi. Vậy mới đi. Mới để mình đang đi ăn chứ. Không sao. Chúng ta quen. Thì bọn em
Thế rồi. Lâu rồi anh cứ thử cái đầu xoáy ở cái dưới không xoáy để nó hết. Từ đâu hai cái này chưa? Lâu đã sự cuộn. Ta còn mới ra xem sự. Còn hai con lô cơ với nhau không giật hết. Lâu ấy không chứng coi. Bỏ quay trò đeo cho đêm này. Còn này bạn nói thế em sẽ đi. Xin phép bạn nhá, cái tay cũ như cái này mình để ở đây dừng cái này mình đang xin đi. Không. Mà vẽ được. Vẽ thì em lại phải coi này đi đã. Ừ, vấn đề gì. Xếp S đi trong lâu, S đi làm nhanh hơn. Bây giờ thầy sẽ đặt cổng cho con đã tươi nhé. Là 10 x 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 10 x
Vâng, trên này về cái về chất lọc của interplay F0.3 thì no support kia là gì? No support thì là ta ghi cho đó là gì? 10.10.10.10. Backup là 10. Cái đấy không cần vẽ được. Vẽ cho đẹp. Đấy nhá, chứ không to đẩy được trên. Đẩy có tin là muốn đi ra sẽ đẩy trên. Bằng một cái đẹp cũ. Rồi chưa? Rồi giờ trên con test CD này. Đó. Trên con router ấy. Nha. Trên con router nhé. Thầy sẽ tạo ra hai cái pool cho cái đang người đang người. Em pool lúc gì mà nó không chủ. Chưa? 2 2
nhá, CD này, full này, start này đúng không? Đây không? Từ ID này nhá, start này. Từ full là ID start này xuống. Đi, em muốn 10.1 chấm 10 không không. Cái quên đi trở về cái ký tự Vinh Nam nhá. Về phong router là 10.1 chấm 10 chấm gì? 24 đi này ép này, về là 1.1 chấm 1 này. Chấm đó, như thế này nó như thế luôn á. Ai biết chơi không nhận không? Khi bài trừ thì bài trừ đúng không? Cái thường cái bài của tôi cần nếu mà không thể làm lại được nhiều không có DHCP server này. DHCP server thì không cần 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 không
virus. Ờ, mạng này là tất cả các mục không trở thành không. À chưa? Thôi mình sẽ đi trên quần cho tôi được. Như này chưa? Là tại vì vừa rút ra, tôi rút ra đây này. Tôi rút này. Đấy nha, toàn bộ nó tôi thấy vui này. Đây là quá trình mô hình định tuyến chứng 25 người hay người. Kiểu để cho quần lâu tư tôi nhé bằng này. Và cấu hình quần lâu tư làm cái SCB có hai cái phút này. Start và dừng. Rồi. Nhá. Rồi. Và trên con gì? Con ship là ship core được không? Ship core thì chúng ta còn phải về thu hút trở cái con tơ, trở ngược cái góc ra tơ. Kìa. Còn có phải ai lúc ta không công này. Còn người Việt Nam thì đi trước không? Người nhà cô xài. Người ta bỏ SCB trên thằng score nhé. Mình sẽ và trên score mình sẽ đặt cái IP kết nối với router của địa chỉ là 10.10.10.24 để nối với router. Đây là một cuộc đoạn mạng riêng. Thì do là gì? Cái phân đoạn mạng này nó khác với phân đoạn mạng này. Cho đó DHCP mà từ con cần gửi đến switch core thì chặn luôn, không cho qua được phần mạng khác được. Vì bọn em biết là bản tin và bản tin có kết không? Có kết mà đi qua router thì nó chặn, không cho đi. Bởi vì trong mạng cùng mạng với nhau thôi. Cùng mạng với nhau thì là nó nhận được, nhưng khác mạng là con router thì chặn. Switch core này là chặn. Vì bản chất nó là con router rồi. Muốn cho đi qua được cái đây để lên để xin được DHCP thì sao? Thì phải làm cầu nối. Con con là sẽ làm cầu nối cho thì làm cầu nối cho cái này đến đây nhé. Bản tin SCV đến đây là dừng. Bản tin SCV là đến đây là bị dừng lại bởi vì bản tin nó toàn gửi chỉ là đến 25.2
chế bằng đây này, bằng đây này, ghép chuột và ghép ghép này. Những bản tin có kiểu là chuột là không không và ghép như thế này, chuột ghép chuột là để chỉ không và không và không, ghép là 425 thì nó chỉ đi được trong vùng mạng nó cùng cùng giải đi được, còn sang các giải khác là không đi được, vì đến đây là nó tự chặn rốt đi. Thì ở đây phải sinh ra một thằng THCP từ đây dừng một thằng này làm suốt đề bài và nó may còn là gì? Từ đây dừng nhé. Đấy, để nó gì? Nó có vừa có tin từ cái cổng này sang cái này kẹp sang từ dưới cái này nó tin được cái THCP mà có tin đang sinh đi trả vẹn thì đến đây là bị chặn rồi, phải cho thằng này quăng sang thằng này nó là phải quăng sang con cổng thì nó nhá. Thế đây là bị dừng, thằng này sẽ quăng lên đây và có tin trả về ở đây, nó sẽ quăng từ đây sang đây thì lấy thì đây cái đây thế nhá. Quả tin ở đây là sẽ bị chặn lại rồi, sau quả tin là quăng không sang. Thì bây giờ mình muốn để cho nó cấu hình cho thằng này là mây dừng để phá vội đi thì câu lần rất dễ, có mức quyết định duy nhất thôi là IP helper là ghép cho này rất dễ, IP helper là ghép trong trỏ đến IP của mình đem CD cho tôi được chưa? Thì đấy nhá, chứ luôn cũng thể có đặt đấy thì nó không nhận được đem CD là như thế, đều không nhận được đem CD hết, chỉ nhận được 169 được chưa? Mà một địa chỉ link Google đó. Còn bên này thì nó cái gì đâu? Còn bên này thì sai. Không nhận được BHCB cộng với địa chỉ 169. Được chưa? Rồi, bây giờ muốn nhận được BHCB nào? Các bạn vào gì? Vào các cái interface của từng VPN tương ứng. Mình gọi thì có lệnh là IP helper đấy nhé. Đây, ví dụ muốn cấp VPN cho người năm người và interface VPN người, được chưa? Interface VPN người vào interface VPN vào chỗ của mình cái quay không có cái này đi IP helper IP helper address và trở đến con BHCB server. Con BHCB server là một mình con nào? Bây giờ là con nó tôi không? Không, là con này. Chúng mười. mười rồi gọi anh này xong thì sao? INT thì tiếp tục là INT để VPN 20. Có bao nhiêu VPN để gọi hết cái bơ nhé? IP bơ đấy này cũng là thế đó, cũng là người chúng ta này cũng người. Bởi vì có bao nhiêu chơi mà. Sau khi gọi xong thì sao bạn lên thì nhỉ? Đó, có nhận được không? Nhận được không? Đấy, nhận được người chưa? Và bạn thấy này, BHCB nó show cái này, show IP config code này, IP config số code này. Bạn thấy gì? BHCB là con người. Vừa nãy chúng ta là BHCB là mà tính như con chữ co cấp. BHCB là người. Cái gì đó? BHCB 1111. Sai rồi. IP helper đấy nhé. Đấy. Đấy, của em sao nó cũng được. Đây con này là đang chơi cái bộ này. Và thầy sẽ ping từ con được. Thầy sẽ ping từ con 10 sang con 20. Ping thì 10.1.20.1 từ đây. Thì tiếp được.
thế định tuyến thì nó cũng còn không phía nam là nó đấy thôi. Có mình định tuyến phía nam thôi thì không liên quan gì cần có lẽ sẽ bị bình thường nhé. Đấy, như thế sau này chúng ta sẽ dùng một con đế hát riêng để ở đâu đó và dùng mạng khác khác con trong mạng nội bộ chúng ta. Rồi chúng ta phải nhớ để vào cái interface Việt Nam chúng ta có lệnh IPFB và đét trỏ đến mạng gì và đét sẽ biết sơ đồ. Thì con này sẽ nói dừng. Bây giờ mà mình đắt bắt gói tin thì mọi cái bản tin sẽ được thằng này nó và rất tiếc là thằng này không dùng quan sát kết hợp được bắt được. Bây giờ cái gói tin đi gửi xin nó xác xe bên là nó có cái địa chỉ IP. Cái gateway của con này nó là địa chỉ này. Bây giờ thằng đại diện xin xác xe bên là thằng cái này nó chuyển đến đây hết rồi. Xong rồi thằng kia chuyển tiếp được đi nào tiếp. Chính là gateway của cái VNA 10 là 10.1.10.4 là cái địa chỉ đại diện xin xác xe bên cho các bạn. Tương tự với VNA 20 thì địa chỉ đại diện xin xác xe bên là 10.1.20.24 chính là gateway của VNA 20 và gateway của VNA 10 là cái địa chỉ đại diện để xin phép CV thêm kia nó trả lời em được chưa? Mỗi lại với VNA nhé thì chúng ta có một cái này sợ ra này đây, các VNA có một cách là IP các VNA này đây, có cách này nó trỏ đến địa chỉ IP của công nhân CV sơ hơn IP helper thằng khác. Đấy. IP helper đấy. Thì để thực tế hơn một tí nhá. Thì thầy thì để thực tế một tí nhá. Thầy là CSS này. Thầy CSS này nhá. Thầy làm một con thực tế hơn là đây là DSP Dragon router nhé. Router đặt tên là Swift Swift M3 là router DSP thì đây là DSP thì đây là DSP là router trước không? Router là DSP này. Còn Swift M3 thì đây Swift M3 đây này thầy sẽ kết rồi đâu đấy bây giờ thầy sẽ xóa con SSB trên con router và thầy lại giữ con này con máy này là con máy Windows nằm router thì thầy làm SSB đó làm như thế đây SSB là chuyển từ đây chuyển từ này kia thì cũng thế thôi tương tự thôi và từ Việt Nam bây giờ để con này có địa chỉ là 1.1.1 nhé. Trên con này, trên con này thầy sẽ vào phần sức tích của nó. Giả sử đây là mình cài Windows lên, mình cài cái dụng DSB server lên đó. Đấy, xong rồi mình đấu thì sẽ full rồi đây. Đây, DSB đây. Thầy em ngồi này. Thầy sẽ tạo ra full, ví dụ là IP start này. Sao để sâu cái... Nhờ. Thầy sẽ cấp từ gì? 10.1.10.0 không? 10.24 là cái quay không? Cái bắt đầu từ đâu? TDS là gì? Bắt đầu start từ đâu? Được, thầy sẽ start từ 10.1.10 20 vậy ạ. Thầy cấp khoảng 200 địa chỉ. Chưa? Mở máy tính lên cho nó cái full cho nó cái vào script bật cái app cho lên. Ép full này. Ép xuống này. Tương tự mình ép một cái bun nữa là gì? IP student. Cái quay là 10
1.1.1 đấy. Start ID là